Chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 10 cho biết đặt mục tiêu đưa hai tuyến cáp quang Internet dưới biển mới vào hoạt động và triển khai mạng di động 5G trên toàn quốc vào cuối năm tới, sau khi những năm qua đã xảy ra tình trạng 5 tuyến cáp quang lớn đang vận hành, vốn đã cũ kỹ bị mất tín hiệu, theo Reuters. Các động thái này là một phần của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký hôm 9 tháng 10, vốn còn bao gồm tham vọng thành lập các trung tâm dữ liệu AI và trung tâm dữ liệu siêu quy mô vào năm 2030. Chi phí dự kiến chưa được công bố, nhưng nỗ lực này sẽ là một trong những đợt mở rộng cơ sở hạ tầng Internet ngầm quan trọng nhất của bất kỳ nền kinh tế mới nổi nào, theo Reuters. Trước đó, các nguồn tin ẩn danh của Reuters cho biết Mỹ đang thúc giục Việt Nam tránh xa HMN Technologies, công ty lắp đặt cáp quang của Trung Quốc, trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp dưới biển mới từ nay đến năm 2030. Theo đó, kể từ tháng 1 năm 2024, các quan chức và công ty Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài để thảo luận về chiến lược cáp của quốc gia Đông Nam Á này. Và cuộc vận động hành lang này diễn ra rất khó khăn, theo lời một quan chức Việt Nam ẩn danh được Reuters dẫn lời nói.